Kính chào các bác, đây là một video clip em xin test một bộ cấu hình. Đó các bác, oánh tiếng không đỡ được luôn. Các bác đeo tai nghe và các bác ơi, tiếng bass, tiếng súp nó xuống quá hay luôn. Tiếng bass của Boss mềm mại, ấm, dày, chắc. Tiếng chép sạch sẽ. Và tiếng súp của B3, đây các bác, con súp B3 này ghép với những dòng Boss này cực kỳ hợp các bác nha. Tiếng súp đánh sâu, mềm, êm các bác. Thậm chí các bác có thể nghe nhạc với con súp này được luôn. Đó các bác, đây là một con súp cực kỳ hay trong phân khúc 5 triệu các bác nhá. Đó, em lại về tiếp súp B3 rất là nhiều các bác nhá. Thì với những con súp B3 bass 30 này 5 triệu, các bác có thể kéo theo hai cặp Boss, hai cặp BMB, hoặc là thậm chí các bác có thể kéo hai cặp 6-1 theo con súp này được. Đó, con súp này cực kỳ gọi là cái chất âm của nó cực kỳ hay các bác nhá. Và với những cái mẫu súp này, đó các bác có thể nghe đấy, em không bàn nhiều các bác ạ. Còn vàng dB acoustic cái chất tiếng quá hay luôn. Đẩy LA 1200 cộng đó 5,5 triệu đó các bác. Và con dB acoustic này 2,6 triệu, Boss là 8 triệu một cặp đấy các bác. Đó, CD2 đời chót các bác nhá. Và con súp này là 5 triệu các bác. Các bác cộng cả bộ này chưa đến 30 triệu các bác, nó đẳng cấp đấy các bác. Nghe quá hay luôn các bác ạ. Em đang mới để mức volume rất là vừa phải, em chưa đánh lớn đâu. Nếu đánh lớn thì tiếng nó cực kỳ to các bác nhá. Nghe phê đấy các bác ạ. Và các bác có nhu cầu mà đây em sẽ mở lại đoạn dây mic này, nó hay các bác, nó quá hay luôn. Các bác mà có nhu cầu mà chơi thực ra các bác những con đẩy LA 800 này các bác nhá. Và những cái dòng LA 1200 đó các bác, thì nha em đang cung cấp các bác ạ. Những cái dòng LA nói chung các bác thì nó cho cái chất tiếng cận, tiệm cận với những chiếc âm ly Nhật rồi, tiệm cận với những dòng đầy crowd rồi. Đó các bác, thì các bác có thể chơi sang những cái nếu các bác gọi là kỹ tính hơn một chút nữa đó, nhưng các bác không thích bạo lực như vậy, các bác thích nhẹ nhàng hơn đó, các bác có thể chơi sang những con 838 khủng long này đây. Có những con âm ly khủng long này nó cũng thể chơi hai cặp Boss này được các bác nhá. Các bác nghe là sướng các bác ạ, tiếng bass nó nghe quá sướng luôn. Súp B3 này đánh sâu mềm mà có 5 triệu đồng con súp này thôi các bác nhá. Súp B3 đây là những dòng súp bát lõm gần béo các bác. Chung tiếng súp nó cực kỳ hay luôn. Em bảo các bác là nếu không hay giả lại em, đó các bác. Em bán hàng đến cỡ như vậy đấy các bác nhá. Những con súp B3 hàng chất lượng hàng bãi này. Và rất nhiều bác hỏi rằng là cái súp B3 này nó có khép được với những cái dòng loa kiểu như thể loa full bát 30 hay là những cái dòng bát 40 không, thì em bảo các bác luôn, nó vẫn theo được các bác nhá. Đây em mới chỉ, nếu em đánh theo cái bốt này các bác, em chỉ mới nhích 30% súp thôi các bác nhá. Đó các bác, thực tế hai cặp loa súp này, hai cặp loa bass này nó không nhích nổi đèn của cái đẩy này các bác. Đẩy này nó phải chơi những cái loa to nữa cơ, nhưng mà cái chất tiếng của những cái dòng đẩy LA 1200 này nó quá khỏe các bác, nó quá hay luôn, nên các bác có thể khai thác những dòng bốt này rất hay các bác nhá. Để đỡ được các bác nhá, cực kỳ hay luôn đó. Bác nào thích một bộ karaoke đẳng cấp chơi ngày Tết đó các bác, Boss đẳng cấp rồi, đẩy LA 1200 đẳng cấp rồi, giá cực kỳ rẻ được các bác nhá. DB acoustic toàn đồ đẳng cấp ghép lên nhau các bác ạ, súp B3 đẳng cấp luôn. Các bác chơi bộ này nghe khỏi nghĩ luôn các bác nhá. Rồi xin kính chào các bác.